Tên gọi của Nhật Bản có ý nghĩa gì? Nhật Bản có nhiều biệt danh, nhưng bạn có biết tên chính thức của quốc gia này trong tiếng Nhật nghĩa là gì? Câu 1. Tên gọi Nhật Bản trong tiếng Nhật là Nepal hoặc Nihon, có nghĩa là gì? Nguồn gốc của mặt trời. Xứ sở hoa anh đào. Đất nước hoa cúc.